Như nhà thơ Evtushenko của Nga đã nói một câu không thể đúng hơn được, là gì? Là hãy cảm ơn tất cả những gì đã diễn ra xung quanh cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất. Hãy cảm ơn tất cả mọi thứ, và hãy cảm ơn cả những giọt nước mắt đau khổ của bạn. Bởi vì khi bạn còn khóc, tức là bạn còn sống, và bạn đang sống, tức là bạn đang hạnh phúc. Bởi vì rất đơn giản, con người ta sinh ra không phải là chết. Cho nên hãy tận hưởng kể cả những ký ức vui, kể cả những ký ức buồn, để mà chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Bởi vì cuộc đời xét cho cùng đáng yêu lắm. Chúng ta đã đi qua, đã chơi hết hiệp một của cuộc đời, tức là đã đi qua một nửa cuộc đời mình rồi, và mới chợt nhận ra một điều: không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình. Và hãy nhớ rằng, nếu như bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này, đừng bao giờ tự đánh mất mình. Là chúng ta có thể tha thứ, và hãy sẵn sàng tha thứ cho bạn bè vì mọi lỗi lầm. Mọi lỗi lầm nhá. Tha thứ cho bạn bè vì mọi lỗi lầm. Chỉ duy nhất một điều không thể tha thứ, đó là sự phản bội.